Xin chào cả nhà, mình là Miss Hoa. Hôm nay là mình có mặt tại khoa nuôi kiểu mẫu của công ty khoa học Việt Đức tại Cà Mau. Mời mọi người tham quan cái ao tôm của mình thả được rồi nhé. Ở đây thì khu này mình có khoảng 10 hecta và chia thành các dãy ao nuôi như thế này. Một dãy đó là 3.600 mét vuông một ao, đó là nguyên dãy. Còn dãy này là 1.600, dãy này là 3.000. Ở bên kia mình sẽ làm những cái hồ tròn, sắp tới mình sẽ làm khoảng 20 cái hồ tròn, mỗi cái hồ là 500 mét vuông. Đó. Thì có nhiều bạn ở trên TikTok hoặc là Facebook hay comment những cái câu nghe rất là tiêu cực. Nhưng mà mình không định nhắc lại đâu, nhưng mà nói mấy bạn nghe, mình nuôi tôm cũng 10 năm rồi. Nhiều người bảo mày hay quá, mày đi nuôi tôm đi chứ mày bán thuốc làm gì. Đó, hôm nay thì mình cho mọi người xem là cái khu nuôi này là cái khu nuôi của mình nha. Mời mọi người tham quan. Thực sự ra là bán thuốc hay là bán thức ăn hay là nuôi tôm thì mỗi người nó đều có một cái vai trò riêng. Và khi mình ở trên cuộc sống này á, mình theo đạo Phật nên mình biết được cái sứ mệnh của mình là gì, mình cần làm những gì. Đó, mang cái giá trị lợi ích cho bản thân mình rồi là một chuyện, nhưng mà mang lại giá trị lợi ích thành công cho nhiều người nữa, đó, chúng ta cũng phải chia sẻ lợi ích với nhau. Trong công việc nuôi tôm của mình á, nuôi được con tôm là một chuyện, và mang lại được nhiều lợi ích cho người khác nữa là một chuyện nữa. Chứ không phải là mình nuôi được có mình là mình giấu mình nuôi mình đâu. Mình là thích nghiên cứu, thích tìm tòi học hỏi và thích chịu khoa học công nghệ. Mình làm sao để ngày hôm nay của mình đó là phải tốt hơn mình của ngày hôm qua, chứ không phải là bữa nay mình nuôi được nhiêu đó là mình thành công đâu. Ngày mai môi trường nó sẽ khác, ngày mốt môi trường nó sẽ khác. Và mình sinh ra trên đời này mỗi người là có một cái vai trò sứ mệnh khác nhau, không ai giống ai cả. Ao này 46 ngày nè mọi người. Ao này lúc trước là của ao B1 sang qua nè. Ao này là ao B6. Rồi dư thức ăn rồi. Này phải tắt máy mới được. Này là dư thức ăn quá rồi. Khổ lắm. Tự nhiên đang nắng chang chang như trời, chuyển sang ui ui, chuyển sang hầm xuống, xuống nhiệt độ, tuột nhiệt độ xuống là bắt đầu chuyển sang mưa, là bắt đầu tôm nó dội nhá liền. Hoặc là đang gió nam mà chuyển sang gió nồm là tôm nó dội nhá liền. Bởi vậy này phải canh liên tục. Không canh đó là nó dễ hư nước lắm. Nhưng mà mình được cái là nhờ cái là cái vi sinh của mình tốt quá. Ô, nhá ngoài này không dư mà nhá trong dư dữ vậy ta. Tôm này là 46 ngày nè mọi người. Ở đây mình cho ăn, mình có cho nghỉ trưa. Là buổi trưa mình thường cho nghỉ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nên là có dư nhá chút đỉnh không sao, buổi trưa nó cũng lượm hết à. Đây nè, đây là cái cục oxy của mình nè. Nè, cái cục oxy này là nó nhìn con tôm nó rất là khỏe luôn. Nhưng mà tôm đeo oxy nhiều là không tốt, nghĩa là thời tiết nó bắt đầu thay đổi rồi đó. Còn đây là cái ao, ao này được 24 ngày tuổi. Ui bà, nóng quá. Ao này được 24 ngày tuổi. Giờ mười mấy ngày, 12 ngày sang ra.
dở lên để lâu quá là nó bị đục cơ. Giai đoạn này là giai đoạn cong thân đục cơ dễ nhất, nên là trời nắng nhiệt độ cao thế này là mình không được dở lâu. Dở lên để xuống rồi dở. Ở đây mình có rất là nhiều ao, và mỗi một dãy ao vậy là một cái diện tích nuôi khác nhau, và cái kích cỡ tôm nuôi là khác nhau. Nghĩa là mình cứ dèo rồi mình thả ra, dèo thả ra, dèo rồi thả ra vậy đó. Mình dèo liên tục và thả ra liên tục, nên lúc nào mình cũng có tôm để thu, và lúc nào mình cũng có tôm nhỏ, và lúc nào mình cũng có tôm lớn hết đó. Ở đây thì mình nuôi nước là nuôi màu trà như thế này nè. Cái màu này là cái màu của tảo khuê, tảo silic. Khi đem khi đi test là mọi người sẽ thấy không có tảo độc. Và cái hàm lượng enzyme và axit hữu cơ trong nước là nó cũng khá cao. Hôm rồi mình có hỏi mọi người, đố mọi người một câu là làm sao để biết được cái nước của mình có đủ vi sinh hay không á. Là mình nhìn cái mặt nước này nè, nó bóng lấp lánh dưới ánh sáng mà ánh nắng á, là nó là đủ vi sinh. Còn nếu mà mình nhìn mà nó cứ bầm bầm tím tím á, tái tái á, là nó không có đủ vi sinh. Mặc dù nước nó rất là trong nhưng mà nó cứ bầm bầm nhìn nó không có sức sống. Còn cái nước mà nhìn vô mà nó bóng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời vậy nè, nghĩa là nó hắt sáng mạnh á, nó phản ứng với ánh sáng mạnh á, nhìn nó no nước, gọi là béo nước, như có cái màng mỡ trên mặt nước á. Nhìn cái mặt nước nó là mặt cầu lòi chứ không phải là mặt lõm, thì đó mới là nước đủ vi sinh nha mọi người. Đây nè, vỏ lột rất là nhiều luôn, vỏ lột nó dướng trên dây đều rất là nhiều luôn. Ao này là được 5-7 ngày nè mọi người. Hôm bữa mà thả tôm mình có quay cho mọi người xem á. Cái này mình thăm nhá cho mọi người xem nha. Cái này là cái ao này là ao được sang ra từ một cái ao A2 bên đó, sang qua ao A2, sang qua ao B3 này và ao A3, sang ra làm hai bên kia 3 phần, bên này 1 phần. Ao này 5-7 ngày được rồi, của ao A2 sang qua. Cái ao này thì bữa nay là ngày thứ 57, nó khoảng 50 con gì nhỏ. Đây, để mình dở nhá ra cho mọi người xem thêm một lần nữa nha. Dở nhá sao không biết nó có đủ nhiều tôm như giá trước không. Đây. Ồ, đào quá. Mai bán thức ăn đào quá. Nãy giờ thấy cho mình bị mấy nhát rồi đó. Mấy nhát vô tay rồi đó, ra máu tay. Thấy cho khỏe lắm. Đây. Thật sự ra nuôi tôm bây giờ là ao nào cũng bị vi bào tử trùng hết á mọi người. Không ao nào không bị cả. Vấn đề là mình phải sống chung với nó, chứ vi bào tử trùng không có diệt được đâu. Mình phải sử dụng cái bộ đôi anti EHB. Đầu tiên là cái anti là EHB để cho nó hạ pH đường ruột xuống, con vi bào tử trùng này nó tự trôi ra ngoài. Rồi xong mình cho ăn cái VD Clear thì nó sẽ cắt nhỏ thức ăn, làm lành đường ruột, giúp tôm hấp thu tốt. Tôm mình mau lớn là nhờ vào cái VD Clear đó, cái enzyme á.